Đà Nẵng chủ fanpage tin nóng Đà Nẵng đối mặt với mức xử phạt hành chính 10 đến 15 triệu đồng do đăng sai ảnh nạn nhân vụ án phi tan xác trên sông Hàn. Tối 14 tháng 2, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA83 Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã lập biên bản vi phạm hành chính với nam thanh niên 23 tuổi khoảng trị viên trang fanpage tin nóng Đà Nẵng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ án người Trung Quốc đồng hương. Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Phó trưởng phòng PA83, cho biết người vi phạm bị xử phạt theo Nghị định 174/2013 của Chính phủ. Công an thành phố đang hoàn tất thủ tục ra quyết định xử phạt với mức từ 10 đến 15 triệu đồng. Theo xác minh, ngày 7 tháng 2, quản trị viên fanpage trên đọc được thông tin từ một trang mạng xã hội, không rõ nguồn gốc về Tiêu Quý Bình, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, sát hại cô gái đồng hương, kèm hình ảnh một cô gái được cho là nạn nhân. Người này đã sao chép toàn bộ nội dung và hình ảnh và đăng lên trang tin nóng Đà Nẵng để thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. PA83 vào cuộc và làm rõ bức ảnh chân dung trên là một cô gái 20 tuổi, trong khi nạn nhân 30 tuổi, quê ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và hiện đang làm việc ở Đài Loan, Trung Quốc. Biết bài viết của mình đăng tải không phải là nạn nhân, nam thanh niên đã khóa trang fanpage để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy tìm, xử lý. Làm việc với công an, người này cho biết đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn. Anh ta thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm chứng nguồn thông tin, dẫn đến vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và gia đình cô gái. Bỗng dưng bị đăng hình kèm nội dung vụ án lên mạng, muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình cô gái. Let's look at why.